là thí sinh rất giỏi trong việc mang lại cảm xúc. Và đó không ai khác, chính là Huyền Thanh. Tuần nào mình cũng nằm trong top 2 bạn thi cuối cùng. Việc giảm cân nó đang trở thành áp lực rất là lớn với mình. Và đó là động lực để mình có thể tiết chế, kiềm chế được cái cơn thèm ăn của mình. Chỉ có một điều là khi mà mình nhìn thấy cái đĩa cá thì mình nghĩ là cá trắng chắc là an toàn. Nhưng đến lúc chuyên gia dinh dưỡng vào và có nói rằng là đây là cá là chiên qua dầu mỡ, chỉ ăn với một số lượng ít thôi, mình cũng đã ăn được cái số lượng hơi nhiều. Thế là đâm ra bây giờ mình cũng hơi hối hận một chút. Mình nghĩ là cái việc giảm cân của mình nó sẽ là đơn giản thôi, nhưng trong thực tế mình đã ăn uống ít hơn về cái mức ngày xưa của mình rất là nhiều. Thứ hai là mình có tham gia luyện tập, nhưng mình cũng không hiểu lý do vì sao là cái số cân mình giảm như thế. Có thể là do cái cơ địa của mình, bản thân mình thấy là mình cũng đã nỗ lực cố gắng rất là nhiều, nhưng mình vẫn không hiểu tại sao mình lại giảm được ít cân như thế. Mình và Đăng đã bàn với nhau và quyết định là sẽ chọn thể loại là dân gian đương đại. Trong câu chuyện này thì Đăng có nói rằng là tâm tư của người vợ nó sẽ gần giống với chuyện của Thanh ở ngoài đời. Thanh cũng đã từng có những cái giai đoạn mình phải chịu những nỗi buồn về chuyện vợ chồng, đã từng phải thức hàng đêm để chờ chồng, nên đâm ra là đang hy vọng là mình có thể truyền tải được những cái cảm xúc lúc đấy của mình vào câu chuyện sao cho thật nhất. Mình hy vọng là tuần này mình cũng sẽ giành được những lời khen như tuần 1. Xin chúc mừng cho Huyền Thanh và Quang Đăng vừa hoàn thành xong phần thi. Bây giờ xin mời phần nhận xét đầu tiên từ giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh. Huyền Thanh và Quang Đăng đã có một cái bài rất là hay, động tác đẹp. Và tôi thích các bạn là các bạn biểu diễn động tác theo nhịp phách luôn, chứ không phải cái tiếng nhạc không. Trong cái bài hát và của Hoài Lan này thì các bạn dựng một cái hình tượng như là một cái hòn vọng phu, đúng không ạ? Và bồng con chờ chồng. Cái cách tạo hình của các bạn rất là đẹp, tôi thích. Tôi coi tôi cảm thấy nó đã, nó đem lại cho tôi một cái cảm xúc khắc khoải chờ đợi cái người chồng đi xa. Và tôi thích cái nét diễn trên gương mặt của Thanh. Mặt em rất là cảm xúc, rất là thật luôn. Yeah, cảm xúc lắm, giống như là đang xa chồng thiệt vậy đó. Em làm anh bất ngờ thiệt. Em cảm xúc một cách lạ lùng khi nhạc hết rồi, nhưng mà nhìn cái gương mặt em, cái thần thái của em nó khắc khoải, nó lay động lòng người. Chúc mừng hai em rất là nhiều. Xin mời giám khảo Trần Huy Trần. Huyền Thanh, mỗi tuần thi em lại tiết mục cuối cùng, hôm nay em lại tiết mục số 5.
Ok, chúc mừng em về cái điều đó. Woohoo, yes. Cái bài này thì rất là ý nghĩa, nhưng mà tốt hơn và quan trọng hơn, cái bài này là một cái bài có kỹ thuật, mà kỹ thuật khó và em làm được. Em làm mấy cái động tác nó rõ ràng, nó sạch sẽ. Giống anh Hoài Linh nói, cái cách em thể hiện cái gương mặt của em tự nhiên, và cái cách nhìn của em nhìn rất là sâu. Và chừng nào em với Đăng gần nhau, cái phần thở của hai em nó đều. Cái đó cũng một cái là mình không có giải được trong một cái thời gian rất ngắn, là chừng nào mình chạm vô nhau và thở cùng nhau. Anh hơi bất ngờ một tí xíu nha. Chúc mừng em. Và tôi nhận xét như này về trang phục. Trang phục của miền Bắc dựng lên trên một nền nhạc của âm nhạc miền Nam. Đây là ý tưởng như nào thì tôi cũng muốn nghe lắng nghe em giải thích. Huyền Thanh, tôi đánh giá cao về chuyên môn của em rất là nhiều. Quang Đăng bật em lên bằng cái chân như vậy lên đó, và em đứng lên một cách rất nhẹ nhàng và khán phòng ồ theo là tụi em đã thành công. Có những cái động tác của đời sống vợ chồng á, đầy nghệ thuật, không một chút dung tục nào cả, rất rất đẹp. Và theo tôi là trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, không thể nào có một bài dựng nào có thể hay hơn như thế được nữa. Cho tôi có ý kiến để nói lại với anh Đàm Vĩnh Hưng. Bộ đồ của Hiền Thanh thì mình không phân biệt mà là Bắc hay Nam. Từ hồi xưa đó, người phụ nữ vẫn bận váy đục. Sau này nó mới phát triển thành bà ba như bây giờ ở trong miền Nam. Hưng có hơi thắc mắc một chút xíu là tại sao lấy trên một cái nền nhạc Nam Bộ mà lại đi bận bộ đồ Bắc Bộ. Nếu cái bộ này các bạn làm dài hơn như cái dạng áo tứ thân của quan họ đó thì tôi sẽ bắt bẻ các bạn. Chỉ có một cái điều là vậy thôi nè, muốn sân khấu hóa một chút thì mình cho nó một chút màu mè. Còn nếu thật sự ra dùng một cái áo nâu, một cái váy đen thì chắc chắn không bao giờ ai để ý các bạn về phần trang phục. Kể cả anh Đàm Vĩnh Hưng ảnh soi giỏi cỡ nào, anh cũng không soi ra cái chuyện đó. Nhưng đây là cái phần sân khấu. Hễ bận sáng quá, vá vô đồ này nọ mà có kim tiếng, anh cũng chê. Khó lắm. Nói chung là hễ ai mà mặc đồ mà chói hơn ảnh là anh nói thôi, bị ảnh chói quá rồi. Không phải như thế. Thấy tôi ngồi thì đâu có dám làm gì đâu. Không có một cái hộp nào mà để nó sáng hết. Ảnh một nùi. Ảnh là một nùi. Từ cái nơ cũng phải sáng lên mới được. Thật ra như thế này, anh Linh à, không phải ai cũng đầy đủ kiến thức và giỏi như anh Hoài Linh. Vậy. Để mà có thể nhận xét rằng là ngày xa xưa, trước cái thời nào đó, nó mặc váy đục, cái khăn mấn trên này nè, là người miền Nam không có đeo cái đó. Cho nên, cái sự kết hợp đó tôi hỏi, yêu cầu giải thích là để cho mọi người hiểu rõ hơn, chứ tôi một các bạn, chứ tôi không bắt bẻ. Em xin giải thích thêm một chút xíu. Thì thứ nhất, em dựng bài nhảy này là một phần là em biết Thanh rất là có chiều sâu về cái nội tâm. Hòn Vòng Phu em đọc vô cổ tích là em thấy thích liền và rất là hợp, là nhìn vô là biết là nhân vật là Thanh liền. Thì em chọn ý tưởng là Hòn Vòng Phu. Và tuy nhiên cái nhạc á, thì sau khi em nghe một vài bài nhạc thì em rất là ấn tượng và rất là có cảm hứng với là bài nhạc Dạ Cổ Hoài Lan ạ. Cũng có nhiều anh chị cũng có hỏi em tại sao không lấy nhạc Hòn Vọng Phu mà lại lấy nhạc Dạ Cổ Hoài Lan. Cũng giống như là không lấy mặc đồ này thì cũng không mặc đồ kia. Thì thật ra em cũng không có rành về nhiều về thời trang cho lắm. Nhưng mà em nghĩ là nhảy múa là không có giới hạn. Mình có thể mình kết hợp cái gì đó, miễn là nó vẫn trong một cái gì đó chấp nhận được và nó có thể sáng tạo một chút, miễn sao là đừng có đi quá ngược về cái thuần phong mỹ tục của Việt Nam là được rồi. Đó, tôi chỉ cần nghe giải thích vậy thôi. Ok. Và điểm cho Huyền Thanh là 8 điểm. Wow. Anh Hoài Linh ạ. Tôi cũng tặng Huyền Thanh 8 điểm. Và anh Hoài Linh. Tôi ngạc nhiên khi mà John Huy hào phóng một cách bất ngờ. Yeah. Anh là người thường xuyên xài điểm tằng tiện nhất và tiết kiệm nhất, biết để dành ngày hôm sau để xài nữa, chứ không có hoang phí như tôi với anh Hoài Linh. Tôi rất ngạc nhiên. Tôi cũng 8 điểm. Như vậy điểm trung bình của Huyền Thanh và Quang Đăng là 8 điểm. Không biết là các bạn có giảm cân nhiều để mà vượt qua thí sinh khác hay không, nhưng mà các bạn đã chiến thắng ở bài nhảy vừa rồi thì góp ý rất lâu và nảy lửa của ban giám khảo. Hồi nãy Trường Giang nói trước rồi, đây là một cô gái rất giỏi mang lại cảm xúc cho người khác. Và bây giờ
bạn mang lại cảm xúc cho chính bạn đi. Mời lên cân. Cân nặng cũ 72,5 cân, cân nặng mới 69,7 cân, giảm 2,8 cân, tương đương 3,9%, 11,9 điểm. Chúc mừng bạn. Và hiện tại số điểm thấp nhất cho đến thời điểm này thuộc về anh Kiệt. Và cao nhất chính là Thủy Tiên.